Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một bí quyết để cho anh em nuôi bồ câu cho thành công. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái việc làm sao để ép con chim bồ câu nó đẻ siêu đẻ 30 lứa một năm. Mọi người cũng biết là chim bồ câu nếu mà cái chu kỳ đẻ của nó thì nó cách nhau rất là xa. Thì những cái người mà họ nuôi thả bình thường thì tầm 1 tháng của nó khi có những cái con đẻ yếu thì 1 tháng tầm khoảng hơn một lứa thôi. Nhưng mà ngày hôm nay kênh Nông Dân Làm Giàu sẽ chia sẻ cho mọi người biết để làm sao đẻ 30 lứa một năm. Có nghĩa là 1 tháng nó sẽ đẻ 2,5 lần. Có nghĩa là hơn 2 lứa, 2 đến 3 lứa đấy. Thì làm sao để làm được cái việc này? Thì mọi người có thể thấy là ở trại của mình là đang nuôi bồ câu Titan Thái siêu thịt. Mọi người cũng thấy là những cái lồng chim bồ câu của mình hiện tại đó là không có trứng. Nhưng mà tất cả những cặp bồ câu ở trại của mình là đang vào đẻ hết rồi. Đang vào đẻ hết rồi. Đây là những cặp bồ câu này là mình đang ghép cặp cho nó đấy. Còn sau là tất cả những cặp bồ câu đã vào đẻ rồi. Thì bây giờ mình phải làm gì để có những cặp chim bồ câu giống như thế này mà liên tục để cung cấp cho thị trường. Thì đây bây giờ mình chia sẻ luôn để cho mọi người nắm. Thứ nhất là khi mọi người nuôi chim bồ câu, mọi người phải biết được những cặp nào là những cặp ưu tú nhất. Mọi người chỉ để cho nó đẻ thôi. Chỉ đẻ, chứ không cho nó nuôi con mọi người nhé. Những cặp nuôi con á, là những cặp khéo léo. Còn những cặp kia để chuyên để đẻ thôi. Mình hay nói một cái câu đó là vắt kiệt trứng của chim bồ câu á, thì nó mới cho ra những cặp mà mọi người thấy là chất lượng như này này. Mình vắt kiệt trứng của nó luôn. Và khi chim bồ câu mà mọi người xác định là những cặp nào chỉ đẻ thôi, có nghĩa là mọi người phải thúc cho nó đẻ và không cho nó nuôi con nhé. Không cho nó nuôi con thì công việc của nó chỉ phải là đẻ thôi. Và khi nó đẻ xong thì mọi người lấy trứng của nó ra, mọi người cho vào máy ấp. Mọi người cho luôn vào máy ấp. Tại vì ở trại của mình là áp dụng theo cái tiêu chuẩn mô hình kỹ thuật của Thái. Người Thái thì họ cho chim bồ câu đẻ rồi sau đó lấy trứng ấp máy, chứ không cho chim bồ câu ấp mọi người nhé. Tại vì khi mà cho chim bồ câu nó ấp thì nó cái lứa của nó đẻ nó rất là cách xa nhau. Nhưng mà với cách làm của mình thì tầm khoảng từ 9 đến 10 ngày là chim bồ câu đã đẻ lại rồi. Chính vì vậy nên ở trại của mình mọi người thấy là lúc nào chim bồ câu giống cũng đều có để cung cấp cho mọi người. Thứ nhất đó là những cặp chim bồ câu chất lượng nhất. Mọi người nhớ chất lượng nhất để chuyên để đẻ. Ở trước màn hình mọi người đây là cặp chim bồ câu gà này, cặp gà siêu chất lượng. Cái thứ hai á là những cặp nào chuyên để nuôi con. Thì khi mà con chim bồ câu đẻ, bỏ vào máy ấp liền. Khi mà 17 ngày sau nó nở thì mọi người đem ra cho cặp chim bồ câu kia nuôi. Và công việc của nó chỉ phải nuôi thôi. Rồi sau khoảng 25 ngày đến 30 ngày thì chim bồ câu nó đã lớn rồi. Và mình lựa những cặp ưu tú nhất, mình có thể nhân đàn, mình nhân giống nhân đàn lên. Đấy, tất cả những cặp chim bồ câu ở trại của mình nhá, thì đều là xuất đi liên tục cho tất cả các thị trường cả nước luôn. Tại vì chim bồ câu ở trại của mình là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt mọi người nhé. Nó là một cái dòng mà chất lượng nhất hiện nay đấy. Thì mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ này. Đây là những cặp này là mình chuẩn bị ghép cặp hết đấy, để chuẩn bị vào đẻ hết đấy. Tất cả những cặp này là chuẩn bị vào đẻ hết rồi mọi người nhé. Ở cái cườm của nó, ở cổ của nó là mọi người cũng thấy nó là nó đổ màu rồi. Đổ màu và cái nhân trung của nó là rất là hồng hào. Và đang chuẩn bị là vào đẻ hết rồi. Thì cũng rất là tuyệt vời. Mình cũng chia sẻ luôn cho anh em biết là nhiều người nuôi bồ câu mà thành công á, thì nó phải áp dụng những cái học hỏi và kỹ thuật. Chứ nếu mà không đẻ là thất bại. Đây máy ấp trúng ở trại của mình đây nha.
máy ấp trứng nhá. Mọi người cũng phải xem nhiệt độ của nó để cho trứng nó nở đều nhá. Còn đây, những cặp bồ câu hết sức là tuyệt vời. Và nuôi chim bồ câu thì mình cũng nói luôn, đó là trung bình một tháng ấy, mọi người nuôi 100 cặp thì mọi người sẽ lời được khoảng từ 6 triệu bạc. Trừ hết chi phí mọi người đều được 6 triệu. Tại vì ở trại mình còn có hệ thống nhà hàng nữa, thì một cái lượng lớn chim bồ câu ra ràng, và mình cũng hỗ trợ đầu ra của anh em, mình lấy về để hỗ trợ anh em bước đầu. Những anh em có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nuôi chim mà chưa có đầu ra thì mình cũng hỗ trợ anh em luôn, hỗ trợ anh em nuôi này, hỗ trợ đầu ra cho anh em luôn, với những cặp chim bồ câu hết sức là đẹp này. Thì mọi người cứ thử tính đi, cứ 100 cặp lời được 6 triệu. Mà đa số là những cái người mà xác định mà nuôi bồ câu phát triển kinh tế thì họ nuôi tầm khoảng vài trăm cặp trở lên, khoảng 4 đến 500 cặp bèo là như vậy đấy. Mọi người thấy là những con chim bồ câu đây là bố mẹ này, nhìn cái diều của nó nhìn thấy kinh hoàng không? Đây là con trống nó đang gù con mái đấy mọi người. Và chim bồ câu cực to luôn. Và mọi người phải xác định nha, nuôi chim bồ câu bây giờ là chỉ có nuôi chim bồ câu Thái thôi. Còn tất cả những giống chim bồ câu khác hiện tại là nuôi không đạt và không bằng chim bồ câu Thái đâu mọi người nhé. Chim bồ câu ta là coi như bỏ rồi. Con rất bé, chim bồ câu ta con rất bé và hôi. Còn chim bồ câu Thái thì nó thịt nó thơm, nó nặng và rất nhiều nhà hàng ưa chuộng. Mọi người có thể thấy là những cặp chim bồ câu bố mẹ nó to như này, to như con gà mà anh em. Chim bồ câu khi mà ra ràng là phải trên 5 lạng hết. Ở hệ thống trại của mình áp dụng nuôi theo kỹ thuật của kênh Nông Dân Làm Giàu của mình, là sau 25 đến 30 ngày là chim bồ câu ra ràng là trên 5 lạng hết. Chính vì vậy nên là cái lượng chim của mình xuất đi ở các nhà hàng á, họ đều rất thích, họ phản hồi rất thích. Tại vì khi mà thịt con chim ra và đưa cho người ta ăn á, người ta cảm thấy rất là hài lòng. Còn những cái trại khác nuôi chim bồ câu mà nó để nó lai tùm lum á, thì con của nó bé, qua nhiều đời lai nó bé. Còn ở trại mình nhá anh em nhá, là chim bồ câu thuần chủng anh em nhá. Đây là giống chim bồ câu thuần chủng nhá. Và mọi người phải biết cách lựa chọn chim bồ câu nuôi, chứ mọi người lựa những cái giống tào lao là chỉ có thất bại thôi. Mọi người thấy là ở trại của mình giống chim bồ câu nhìn quá đã chưa? Nhìn rất đẹp. Và ai đến trại của mình cũng đều thích thú đấy. Đây là tất cả những cặp chim bồ câu là đẻ hết rồi, sinh sản hết rồi. Và nó đang chờ nuôi đấy. Khi nào mà trong máy ấp trứng của mình mà nở một đợt ra nở nhiều lắm anh em ạ, thì mình sẽ cho nuôi con. Đây này, cơ bản như là mọi người thể thấy này, chim bồ câu ra ràng đấy. Cái cặp này tầm khoảng 13-14 ngày. Quá to. Này mọi người có thể thịt được rồi đấy. Có nhiều người thì đã thích ăn cái loại này thì mọi người cũng đang có thể làm thịt được rồi. Đấy, những cặp chim bồ câu bố mẹ nhìn rất thích. Đấy, anh em phải biết cách làm sao để ép bồ câu đẻ cho thật sai nhá, thì mình nuôi mình mới thành công được. Còn anh em nào mà không biết cách nhân giống nó và không biết cách cho nó đẻ sai là mình nuôi thất bại anh em ạ. Ở trại của mình là chim bồ câu là cứ 30 lứa trên một năm đấy. Là cứ một tháng là nó đẻ từ 2 đến 3 lứa nhá. Một tháng của nó đó, thì tầm khoảng 10 ngày là chim bồ câu bắt đầu đẻ lại rồi. Và như những cái trại khác à, thì họ cũng đến trại mình hỏi rất nhiều. Và mình cũng luôn chỉ cho anh em, mình chỉ cho tất cả các anh em các cách để làm sao chim bồ câu đẻ sai luôn. Tại vì nhiều người tầm khoảng 15 ngày nó bắt đầu đẻ lại. 15 đến 20 ngày nhá. Có nhiều chỗ 15 đến 20 ngày, còn ở trại mình là 9 đến 10 ngày ép cho nó đẻ. Làm sao để chim bồ câu nó đẻ sai nhất và mình nuôi mình mới thành công được. Ở trại mình những cặp chim bồ câu ti tan thái siêu thịt là luôn nhận được sự hài lòng của anh em mà khi anh em nuôi. Clip này của mình đến đây cũng xin tạm dừng, và hy vọng là anh em sẽ có những cái kiến thức chắc để làm sao mình nuôi chim bồ câu cho thành công nhé.